phụ huynh đồng hành cùng Vincers an toàn trên không gian mạng. Bố mẹ hãy cùng con thảo luận về việc sử dụng các thiết bị điện tử như thế nào và đưa ra giới hạn thời gian sử dụng. Bố mẹ có thể đặt ra quy định, ngoài thời gian học online, các con được phép sử dụng các thiết bị điện tử để giải trí bao nhiêu tiếng một tuần và yêu cầu con tự giác thực hiện có sự theo sát của bố mẹ. Bố mẹ cùng con kiểm tra, cài đặt chế độ riêng tư, dịch vụ định vị trên mạng xã hội, chương trình diệt virus và các trang web mà con truy cập. Bố mẹ có thể chặn các trang web có nội dung không phù hợp đối với học sinh bằng tính năng tìm kiếm an toàn trên Google Chrome, Cốc hoặc Firefox tùy vào trình duyệt mà bố mẹ sử dụng. Bố mẹ có thể hướng dẫn con sử dụng nền tảng video YouTube Kids thay vì phiên bản YouTube thông thường. Nền tảng này sẽ chỉ cung cấp các video xoay quanh lĩnh vực giáo dục, âm nhạc và hoạt hình phù hợp với lứa tuổi các con. Trên mạng xã hội, học sinh có thể tương tác với những người lớn tuổi hơn rất nhiều. Bố mẹ lưu ý rằng các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, Zalo đều quy định độ tuổi tối thiểu để đăng ký tài khoản là 13 tuổi. Giới hạn độ tuổi này được đặt ra để bảo vệ các con. Bố mẹ hãy nói chuyện thẳng thắn với con về cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Ngoài thời gian học online, bố mẹ có thể cùng con tham gia các hoạt động thể chất, chơi các trò chơi rèn luyện trí não hay làm việc nhà để giúp con cân bằng sau thời gian dài tương tác ảo. Bố mẹ cùng con ghi nhớ đường dây nóng Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để liên lạc ngay khi có bất kỳ mối bận tâm nào liên quan tới vấn đề xâm hại trẻ em hay các nội dung không phù hợp với trẻ em trên môi trường mạng. Chúc bố mẹ và Vincers sẽ có những trải nghiệm trên không gian mạng an toàn và hiệu quả.